Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với KBIT 24h, kênh cập nhật nhanh nhất thông tin được các sao Hàn. Ngày hôm nay có tin tức gì đáng chú ý? Chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Ca khúc mới nhất của Blackpink hợp tác cùng với Selena Gomez, Ice Cream đang là đề tài nóng hổi nhất K-pop hiện nay. Ice Cream không chỉ được bàn tán sôi nổi về vấn đề chuyên môn âm nhạc mà còn các khía cạnh bên lề cũng muôn vàn câu chuyện để nói, đặc biệt là những cuộc tranh cãi nảy lửa, lục đục nội bộ trong fandom Blink. Tuy nhiên, Blink thì đấu khẩu với nhau gay gắt vì lo cho idol của mình bị phân biệt đối xử, nhưng mà hội chị em Hắc Hường vẫn cực kỳ tình thương mến thương. Việc phân chia chênh lệch phân đoạn giữa các thành viên, người thì được ưu ái với thời lượng lên hình nổi bật kéo dài, cùng like cất giọng nhiều nhất nhóm, trong khi người lại mời nhạt trong MV khiến cho người hâm mộ bừng bừng lửa giận. Fan cá nhân của các cô gái đụng độ lẫn nhau trong suốt nhiều ngày qua. Thế nhưng trong khi Blink thì đấu khẩu gay gắt vì sợ idol chịu chèn ép, phân biệt đối xử thì hội chị em Hắc Hường vẫn cực kỳ tình thân mến thương. Thông qua hậu trường MV Ice Cream, khán giả được thấy một phân cảnh vô cùng đáng yêu giữa Jisoo và Lisa. Hai chị em vẫn cực kỳ đoàn kết, chẳng hề có chút nào gọi là ganh tị không thoải mái vì chuyện ai được hát nhiều, ai được lên hình nhiều hơn ai. Cụ thể, trong một phân cảnh Jisoo đang hết sức lúng túng vì không nhớ vũ đạo, thì Lisa đã bất ngờ ngay lập tức có mặt để ứng cứu cho cô chị của mình. Vậy là Lisa ở phía trước làm mẫu, Jisoo ở phía sau đứng nhìn, như vậy mà cảnh quay đã hoàn thành suôn sẻ. Giữa lúc fan war đang diễn ra căng thẳng như hiện nay, thì câu chuyện nhỏ sau hậu trường này của Jisoo và Lisa đã giúp xoa dịu tình hình đi rất nhiều. Biết là các fan tranh cãi vì thực lòng cũng chỉ vì lo cho idol của mình chịu thiệt thòi mà thôi. Nhưng hơn hết, hãy nhìn vào tinh thần đồng đội khăng khít của Blackpink. Không chỉ trên sân khấu mà ngay cả ở hậu trường sau ống kính, các thành viên vẫn luôn ở bên cạnh nhau tương trợ giúp đỡ nhau để mỗi người đều hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình. Còn chuyện thua vài giây lên hình hay hát thêm một vài câu, chúng ta hãy gạt qua một bên vì nhìn một cách khách quan hơn vì thành công chung của cả nhóm. Mỗi bài hát với phong cách khác nhau thì sẽ lại một thành viên khác được giao trọng trách nhiều hơn. Quan trọng là Blackpink phát hành ra sản phẩm âm nhạc chất lượng, fan có nhạc để nghe. Còn đâu thì cứ đơn giản chúng ta hãy tận hưởng hết sức và stream nhạc hết mình. Chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe và ủng hộ cho ca khúc mới của các cô gái nhà YG nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn được cập nhật nhanh nhất những thông tin hấp dẫn có trong ngày đến từ KBIT 24h nhé.